Tổng kết. Chúng ta đã học qua hai phần. Phần 1, khái quát lịch sử thế giới trung đại. Phần 2, lịch sử Việt Nam từ thế kỷ thứ 10 đến giữa thế kỷ thứ 19. Hãy cùng nhau tổng kết lại qua các câu hỏi sau đây. 1. Những nét lớn về tình hình xã hội, kinh tế, văn hóa thời phong kiến. 2. Sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và xã hội phong kiến ở châu Âu. 3. Hãy nêu tên các vị anh hùng đã có công và giương cao ngọn cờ đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập cho Tổ quốc. 4. Hãy trình bày sự phát triển kinh tế ở nước ta từ thế kỷ thứ 10 đến nửa đầu thế kỷ thứ 19. 5. Văn hóa Việt Nam từ thế kỷ thứ 10 đến nửa đầu thế kỷ thứ 19 có những thành tựu gì? Bài tập ở nhà. Lập bảng thống kê theo mẫu dưới đây những sự kiện đáng ghi nhớ của lịch sử nước ta từ thế kỷ thứ 10 đến giữa thế kỷ thứ 19. Bảng gồm có 4 cột. Cột thứ nhất, niên đại. Cột thứ hai, sự kiện. Cột thứ ba, nhân vật chính. Cột thứ tư, kết quả. Những sự kiện chính của lịch sử Việt Nam từ thế kỷ thứ 10 đến giữa thế kỷ thứ 19. Năm 939, Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa. Năm 965 đến 967, loạn 12 sứ quân. 968, Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước, lên ngôi vua. 968 đến 980, nhà Đinh thành lập, đặt tên nước Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. 981, Lê Hoàng đánh bại quân xâm lược Tống. 980 đến 1009, Lê Hoàng lên ngôi vua, lập ra nhà Tiền Lê, đóng đô ở Hoa Lư. 1009, Lý Công Uẩn lên ngôi, nhà Lý thành lập. 1010, Lý Thái Tổ dời đô về Đại La, đổi tên là Thăng Long. 1042, nhà Lý ban hành bộ luật Hình Thư. 1054, nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt. 1070, nhà Lý lập văn miếu thờ Khổng Tử. 1075, nhà Lý mở khoa thi đầu tiên, Lê Văn Thịnh đổ đầu. 1076, lập Quốc Tử Giám ở Kinh Đô. 1077, Lý Thường Kiệt lãnh đạo kháng chiến chống Tống thắng lợi. 1226, Trần Cảnh lên ngôi vua, nhà Trần thành lập. 1230, ban hành Quốc Triều Hình Luật. 1253, lập Quốc Học Viện và giảng võ đường. 1258, chiến thắng quân xâm lược Mông Cổ lần thứ nhất. 1285, chiến thắng quân Nguyên lần thứ hai. 1288, chiến thắng quân Nguyên lần thứ ba. 1400, Hồ Quý Ly lật đổ nhà Trần, lập nhà Hồ. 1400-1407, nhà Hồ quản lý đất nước, đổi quốc hiệu là Đại Ngu. 1401, định quan chế và hình luật của nước Đại Ngu. 1406, hơn 20 vạn quân Minh kéo vào xâm lược nước ta. 1407, cuộc kháng chiến của nhà Hồ thất bại. 1418, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo bùng nổ. 1427, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn hoàn toàn thắng lợi. 1428, Lê Lợi lên ngôi vua ở Đông Đô, đặt lại quốc hiệu Đại Việt. 1442, khoa thi hội đầu tiên của nhà Lê được tổ chức. 1483, Lê Thánh Tông cho biên soạn và ban hành Bộ Luật Hồng Đức. 1511, khởi nghĩa Trần Tuân. 1516, khởi nghĩa Trần Cảo. 1527, Mạc Đăng Dung lật đổ nhà Lê Sơ,
thành lập nhà Mạc 1543 đến 1592, thời kỳ Lê Mạc và cuộc chiến tranh Nam Bắc Triều. 1592, nhà Mạc sụp đổ. 1627 đến 1672, chiến tranh Trịnh Nguyễn, đất nước bị chia cắt thành hai vùng. 1739 đến 1769, khởi nghĩa Hoàng Công Chất. 1740 đến 1751, khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương. 1741 đến 1751, khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu. 1771, khởi nghĩa nông dân Tây Sơn bùng nổ do ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lãnh đạo. 1777, nghĩa quân Tây Sơn lật đổ chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong. 1785, Nguyễn Huệ chỉ huy quân Tây Sơn tiêu diệt 5 vạn quân Xiêm ở rạch gầm Xoài Múc. 1786, nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Bắc lật đổ chính quyền chúa Trịnh. 1789, vua Quang Trung đại phá 29 vạn quân Thanh. 1789-1792, chính quyền của Quang Trung thực thi nhiều chính sách cải cách tiến bộ. 1792, Quang Trung đột ngột qua đời. 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi, Triều Nguyễn được thành lập. 1804, Gia Long đặt quốc hiệu là Việt Nam, kinh đô đóng ở Phú Xuân, Huế. 1815, ban hành Bộ Hoàng Triều Luật Lệ, còn gọi là Bộ Luật Gia Long. 1820, Minh Mạng lên ngôi Hoàng đế. 1821 đến 1827, khởi nghĩa Phan Bá Giành. 1831 đến 1832, nhà Nguyễn thời Minh Mạng sắp xếp lại các đơn vị hành chính trong cả nước. 1833 đến 1835, khởi nghĩa Nông Văn Dân, khởi nghĩa Lê Văn Khôi. 1838, quốc hiệu Đại Nam. 1854 đến 1856, khởi nghĩa Cao Bá Quát. 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Lịch sử Việt Nam chuyển sang một giai đoạn mới.